Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của người dân nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, hiện nay ngành vận tải hành khách đường bộ đã bắt đầu mở bán vé, triển khai kế hoạch tăng tuyến với số lượng ghế cung ứng dồi dào. Năm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9. Dự báo lưu lượng hành khách về quê cũng như đi du lịch tăng mạnh, nhất là các chặng ngắn như thành phố Hồ Chí Minh, đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và Đông Nam Bộ. Tại bến xe miền Tây, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách đã dần đông đúc hơn thường ngày. Người dân bắt đầu đặt vé qua hình thức online để kịp các chuyến xe. Theo Phó Tổng Giám đốc bến xe miền Tây cho biết, dự kiến dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng hành khách qua bến đạt hơn 180.000 lượt, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 119% so với ngày thường. Cao điểm trong ngày 1 tháng 9 có thể đón khoảng 54.000 lượt hành khách. Trong khi đó, tại bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, dự kiến dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, lượng hành khách đến bến đạt hơn 52.500, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2022. Cao điểm rơi vào ngày 31 tháng 8, dự kiến bến xe có thể đón khoảng 15.300 lượt và ngày 1 tháng 9 sẽ đón khoảng 16.200 lượt. Lượng khách tập trung chủ yếu trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi miền Trung, Tây Nguyên như Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang. Trong cái kế hoạch phục vụ lễ của bến xe miền Tây có đề nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh là phối hợp với các cái Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, đặc biệt là chỗ Tiền Giang, Long An để hạn chế đến mức thấp nhất cái ùn tắc giao thông trên cái đường cao tốc. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 sắp tới, các bến xe đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động các phương án điều hành xe, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đáp ứng đi lại tăng cao vào dịp cao điểm cho người dân. Đồng thời, các doanh nghiệp vận tải đảm bảo giá vé sẽ không tăng quá 40% theo đúng quy định của Bộ Giao thông Vận tải.